Vẫn là một cái đèn như thế này mà tại sao lại bán được hơn 2.000 cái? Mọi người, mình là Nam từ HNH Motokia, một trong những đơn vị bán đèn G-Pass nhiều nhất trên các sàn thương mại điện tử bây giờ. Vậy tại sao bên mình lại bán được nhiều như vậy? Đầu tiên, tất cả sản phẩm bên mình phân phối của G-Pass đều là sản phẩm chính hãng. Hộp sản phẩm sẽ có hình thức như thế này. Tiếp theo là về sản phẩm, trên tay mình đang là sản phẩm đèn G-Pass màu Titan, màu mới nhất tới từ thương hiệu G-Pass. Đầu tiên, mọi người có thể thấy trên thân đèn, mặt phía trên sẽ có tem bảo hành. Tem bảo hành này là ngày xuất kho, còn mọi người khi mua hàng sẽ tính thời gian bảo hành từ ngày mọi người mua. Thứ hai là phía bên trên bên tay trái của đèn sẽ có thông tin chữ G-Pass. Thứ ba, chân đèn chính hãng G-Pass luôn luôn có chân màu xanh như thế này. Và thứ tư, tất cả những cái phần thông số trên thân đèn thì đều là thông số in nổi. Đối với đèn này sẽ lắp được cho tất cả các dòng WA 50, 100, 110 đời 2003 đến 2024 mới nhất hiện tại. Khi anh em mua đèn mình thì trong hộp sản phẩm sẽ có sản phẩm và tem bảo hành. Và anh em lưu ý giúp mình là bên mình không đặt móc khóa để có cái giá tốt nhất cho mọi người. Ngoài ra, vào các ngày khuyến mại trong tháng, ví dụ như là ngày đồng tháng 1 tháng 1, 1 2 tháng 2, 1 3 tháng 3, ngày 15, ngày 25 sẽ có rất nhiều mã giảm giá cho anh em. Tất cả sản phẩm bên mình thì đều được bảo hành 12 tháng chính hãng cho mọi người nhé. Về phần lắp đặt thì như mọi người có thể thấy đây, đèn sử dụng chân này là chân H4, hoàn toàn giống hệt zin, anh em về cắm vào zin là dùng. Tuy nhiên anh em lý giúp mình, trước khi cắm đèn này vào để sử dụng, anh em sẽ cần lên điện bình cho xe của mình. Cái cách lên điện bình thì anh em có thể dễ dàng tìm kiếm thông qua, và anh em hoàn toàn để tự làm tại nhà. Ngoài ra, khi có bất kỳ vấn đề gì mọi người cứ nhắn cho shop thì shop mình sẽ hỗ trợ cho mọi người, cũng như hướng dẫn cho mọi người nếu mà trong trường hợp mà đèn có lỗi thì bên mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để bảo hành. Nếu mọi người quan tâm đến sản phẩm này thì hãy bấm vào giỏ hàng để mua sản phẩm và nhớ áp mã giảm giá để có một cái giá tốt nhất mọi người nhé.